ngày còn nhỏ ở trong nhà, trận đòn nào là trận đòn như tử nhất mà các bạn vẫn còn thấm đến tận bây giờ? Khi đến trường nghe, cái hung thần nào mà ngày hôm nay vẫn còn ám ảnh trong những giấc mơ về thời thơ ấu của tụi bay? Cái hồi mà anh đi học á, thì anh không bị ăn đòn quá nhiều. Anh nhớ có một cái lần mà nó vẫn còn ám ảnh tới bây giờ là khi anh ăn một thẻ tay của ông thầy năm anh học lớp 3. Tuy nhiên là cái sự ám ảnh của anh ngày còn bé, khi anh ngồi ở bên dưới và nhìn những đứa bạn của mình xếp hàng lên bục bảng để xòe cái bàn tay nhỏ nhỏ của những đứa trẻ đó nhận 4 hay 5 cái thẻ tay của ông thầy cho tới khi cái thước nó bị gãy, thì cái nỗi sợ và cái sự ám ảnh đó anh vẫn không bao giờ quên được. Và rồi thẳng thắn đi, sợ thì sợ thiệt đó, nhưng mà biết làm sao được giờ. Cuộc sống mà, phạm lỗi thì sẽ bị trừng phạt, vậy thôi. Và rồi khi những cái mô thức giáo dục hà khắc và cay nghiệt từ ngày còn bé đó nó in sâu vào tiềm thức, khi những đứa trẻ trưởng thành cùng với những vết sẹo, thì cái hành động trừng phạt đó tiếp tục được duy trì trong hầu hết các mối quan hệ xã hội, trong công sở, gia đình, tòa án, thậm chí rất tàn bạo ngày hôm nay trên mạng xã hội. Vậy bây giờ anh đố các bạn cái này nè, trong tất cả những cái người trừng phạt trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, ai là kẻ tàn bạo nhất? Ai là kẻ có thể gây ra những cái tổn thương nặng nề và dai dẳng nhất cho các bạn? Một ông sếp nóng nảy, gàn dở và cay nghiệt, hay là một bà mẹ chồng ngoa ngoắt ác khẩu, hay là một cái nhân viên quản giáo trong trại giam, hay là câu lạc bộ của những cư dân mạng chuyên bán vật liệu xây dựng ngày hôm nay? Ai? Đoán đi, ai là người có thể gây cho mình những cái tổn thương và cái đau đớn khủng khiếp nhất? Các bạn đoán trong đầu của mình thôi cũng được. Come on, give me an answer. Đoán đi. Và công bố kết quả. Tụi bay sai hết rồi nghe. Thẳng thắn đi các bạn, cái người trừng phạt có thể gây ra tổn thương dai dẳng và nghiêm trọng nhất, đó chính là bản thân của chúng ta. Anh nói thiệt á, là sếp có thể ném một cái lời chửi rủa, người thân có thể buông một cái câu than vãn cay nghiệt, cộng đồng mạng có thể thả 100 cái mặt giận, 20 cái comment thóa mạ các bạn. Nhưng chính các bạn mới là người có thể replay lại cái đoạn phim đó 10.000 lần mỗi đêm trong tâm trí của mình, và duy trì cái tần suất tự dày vò đó trong suốt 1.000 đêm tiếp theo, trong tất cả những giấc ngủ của mình. Có đúng không? Và dù cho mọi người có khi đã lãng quên cái lỗi lầm đó, chúng ta vẫn không thể tự tha thứ cho chính mình được. Và cái hành động này âm thầm bào mòn sự tự tôn, ức chế sự tò mò, sáng tạo và ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả những mối quan hệ của các bạn. Thậm chí với cường độ cao, nó tạo ra những cái tổn thương về tâm lý, trầm cảm hoặc hành vi tự hủy hoại cơ thể của mình. Cuối cùng, những người không thể tự tha thứ cho chính mình thì họ cũng rất dễ để bụng, dằn vặt và khó tha thứ cho những người thân xung quanh của mình. Xin chào các bạn, Lưu Hữu Trí là Mr. Well, em thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ học viện Awake Your Power. Và trong bài chia sẻ về chủ đề tâm lý ngày hôm nay, xin được chia sẻ với các bạn quy trình 4 bước để có thể tự tha thứ cho bản thân của mình. Một việc tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nếu không làm đúng cách thì có khi chúng ta là người dày vò và hủy hoại mình nhiều hơn bất cứ người nào ở ngoài kia. Và không biết mọi người có thấy chủ đề này thú vị và có ích cho mình không? Ha. Nếu có thì anh mong các bạn có thể dừng lại một nhịp ngay bây giờ, bấm like để ủng hộ cái chủ đề nghiên cứu và tâm lý của bọn anh nghe. Lưu ý là 4 bước mà anh sắp chia sẻ với các bạn không thể giúp các bạn vượt qua cái sự dằn vặt khi mình coi một chiếc clip quá hay được đầu tư và nghiên cứu rất kỹ lưỡng mà không thả một cái like cho người ta. Trời ơi, sống vậy sống sai lắm mấy em. Trời ơi, sống vậy tối sao đi ngủ cho ngon giấc được, mấy em hiểu không? Anh đùa thôi. Nhưng mà việc các bạn nhấn like sẽ giúp cho YouTube nhận biết đây là một nội dung thật sự có giá trị và có ích cho cộng đồng, và YouTube sẽ lan tỏa nó cho nhiều người cần được giúp đỡ hơn. Cho nên hãy thực hiện trách nhiệm của mình để chung tay cùng lan tỏa những thông điệp có ích này. Ok, còn bây giờ let's go. Bước thứ nhất, nhận trách nhiệm.
take the responsibility, xác nhận với chính mình rằng các bạn đã có một hành động sai lầm và dừng lại ngay chỗ đó. Việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng đây là bước quan trọng nhất. Thậm chí không chỉ là việc xác nhận cái hành động sai của mình, cái việc dừng lại ngay sau cái xác nhận đó mà không thêm vào một cái mệnh đề nhưng cũng là một việc rất quan trọng. Anh đã làm sai, nhưng thật ra em cũng sai mà. Đúng, tôi đã làm sai. Nhưng mà thẳng thắn đi, cái tình huống đó thật ra đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Hả? Chắc gì họ đã tổn thương. Có khi họ cũng chả quan tâm nữa kìa. Hiểu ý anh không các bạn? Dũng cảm để xác nhận là mình đã làm sai. Không lẩn tránh, không giảm nhẹ, không biện minh. Bạn sẽ không thể tha thứ, chữa lành và chuyển hóa được những sai lầm của mình nếu bạn không nhận nó một cách nghiêm túc và trọn vẹn. Và bên cạnh cái mệnh đề nhưng, các bạn cũng không được thêm vào sau những lỗi sai của mình những mệnh đề phán xét khái quát. Cho nên tôi là... Một đứa trẻ nó làm sai một cái đề toán nghĩa là nó đã làm sai cái đề toán đó. Điều đó không có nghĩa là ta có thể khái quát lên là nó là một đứa ngu ngốc, kém cỏi hoặc là thất bại. Hành động khái quát đó nó vượt quá cái việc xác nhận sai lầm trong quá khứ mà còn làm luôn cái việc là dự đoán luôn cả một cái tương lai đen tối của một người nào đó. Hành động dán nhãn này là một việc rất nguy hiểm. Bạn là người như thế này, vì cái hành động này cho nên mày là người như thế này, nó là thằng như thế kia, tao là một người như thế đó. Hành động này nó hủy hoại sự tự tôn và ức chế cái nỗ lực để học hỏi, chuyển hóa và trưởng thành của tất cả chúng ta. Cho nên bước thứ nhất là hãy dũng cảm nhận đúng trách nhiệm cho hành động sai lầm của các bạn. Thậm chí viết ra nó nếu các bạn muốn, nhưng không giảm nhẹ và cũng không khái quát và phán xét bản thân của mình. Bước thứ hai, đối diện với cái cảm giác ân hận và hối lỗi. Thẳng thắn nha, là cái cảm giác ân hận và tội lỗi không phải là một cảm giác thoải mái và dễ chịu chút nào hết. Nó rây rứt, nó cứ bứt rứt, nó khó chịu lắm các bạn. Nhưng chính cái sự bứt rứt đó sẽ tạo cho chúng ta động lực và sự nghiêm túc để hành động, để bắt tay vào hai bước còn lại, khắc phục những cái tổn thất, trau dồi và rèn luyện để cải thiện bản thân. Thật ra các bạn tinh ý, các bạn sẽ thấy được là ân hận và hối lỗi thực chất là một cảm xúc tích cực. Bởi vì điều đó có nghĩa là trong thâm tâm của mình, các bạn tin mình vẫn là một người tốt. Chỉ có người tốt mới ân hận vì một lỗi sai, còn cái kẻ xấu sẽ làm điều sai như thể là một điều hiển nhiên và họ không thể ân hận được. Đúng không đã? Hiểu ý anh chỗ này không? Ha. Cho nên cái cú pháp đơn giản nhất để xác nhận cái sự ăn năn hối lỗi của mình, đó là khi mình hành xử như vậy, ắt hẳn là mẹ mình đã cảm thấy, ắt hẳn là khách hàng và sếp của mình đã cảm thấy, ắt hẳn là bạn của mình, người yêu của mình đã cảm thấy. Mình thật sự không muốn điều này chút nào. Mình thật sự rất là hối tiếc và ân hận. Để ý là cốt tủy của cái sự ăn năn này nó nằm ở cái nỗ lực để đồng cảm với những tổn thương mà mình đã gây ra cho người khác. Hiểu được là mẹ mình lúc đó, sếp của mình, người yêu của mình, bạn thân của mình trong cái khoảnh khắc đó, vì cái sơ suất của mình, vì cái sự nóng giận tức thời của mình, họ đã cảm thấy tồi tệ như thế nào. Và việc xác nhận lại với bản thân của mình sự tôn trọng của mình dành cho những người đó, là thật ra mình hoàn toàn không muốn cái người thân của mình, người thương của mình phải trải qua chuyện đó. No, mình thật sự trân trọng cái mối quan hệ đó. Để ý nè, khi mình có sự tôn trọng cho những người thân và bạn bè cộng sự, thì đó cũng chính là cách để nuôi dưỡng sự tự tôn trọng, hay còn gọi là sự tự trọng cho chính bản thân của mình. Lưu ý, các bạn có thể cảm thấy ăn năn, hối hận, nhưng tuyệt đối không được phép cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Như cái cách mà các thầy cô giáo hoặc là cha mẹ ngày xưa có khi đã từng sỉ vả các bạn trước lớp. Hành động của em là một sự bôi nhọ đối với uy tín của nhà trường, với tất cả các bạn ở trong lớp.
thật là rất xấu hổ, em có hiểu không? Em không thấy xấu hổ hả? Em không thấy xấu hổ với bản thân của mình, với tư cách, với con người của chính mình à. Mày coi lại mày đi, mày nhìn con nhà người ta kìa, người ta làm đẹp mặt cho ba má người ta, còn mày á, mày là cái sự nhục nhã của ba mày, của má mày, mày hiểu không? Mày coi lại mày đi, không biết xấu hổ, biết nhục hả? Con với cái không, tuyệt đối đừng cảm thấy xấu hổ về bản thân của các bạn. Ngay cả Thánh Gandhi cũng có những lầm lỗi trong cuộc đời của họ. Và cái quan trọng là chúng ta có thái độ phục thiện, mình biết ăn năn, sẵn sàng để sửa đổi, thì đó thực chất là một chặng hành trình để trưởng thành. Nhớ điều đó nghe. Bước thứ 3, chủ động khắc phục hậu quả là những tổn thất mà mình đã gây ra. Dĩ nhiên là nếu mình gây ra những lầm lỗi thì mình phải chịu trách nhiệm để khắc phục, để đền bù cho người bị hại. Nghe giống chủ trương đường lối quá hả? Nhưng mà cái điều thú vị ở đây là sự chủ động. Cái từ khóa quan trọng nhất là proactive, chủ động. Đừng đợi người khác đến tố cáo, mà hãy chủ động đi xin lỗi và nhận lỗi, đồng cảm và lắng nghe những cái tổn thương mà mình đã gây ra cho người ta. Đừng đợi tới lúc người khác đòi bồi thường, mà hãy chủ động đề xuất để bù đắp những cái mất mát tổn thương cho họ. Đây gọi là chủ động tháo bom, thay vì ngồi và chờ không biết má ơi khi nào bom nó sẽ nỗ. Việc này không chỉ giúp cho cái nỗ lực tháo gỡ trái bom trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng hơn, mà điều quan trọng nhất là khi mình chủ động thì cái hành động này sẽ mang lại cho tâm hồn của các bạn sự thanh thản. Hiểu ý anh không? Đây là cách nhanh nhất để chuyển hóa cái sự ăn năn hối lỗi thành sự bình an và sự thanh thản. Câu chuyện kể là trong một cuộc chiến xung đột tôn giáo rất là ác liệt ở Ấn Độ, giữa người theo Ấn Độ giáo và người Hồi giáo, thì có một người đàn ông Ấn Độ đã bị một người Hồi giáo giết chết con trai của mình trong một cái cơn bạo loạn. Thì trong lúc phẫn nộ, ông ta đã tìm đến và trả thù và giết chết người đàn ông nọ. Và mặc dù ông ta giải tỏa được cái sự căm phẫn, sự giận dữ của mình, nhưng sau đó trong lòng của ông ta tràn ngập một cái sự đau khổ và hổ thẹn vô cùng vì cái hành động rất dã man của mình. Vừa mất con, vừa dằn vặt, ông ta không còn thiết sống nữa. Thế là ông ta tìm đến gặp Thánh Gandhi, Mahatma Gandhi, là thủ tướng của Ấn Độ ở thời điểm đó, để xin một cái lời khuyên. Và Gandhi dạy ông là ông hãy nhận đứa con của người đàn ông Hồi giáo kia làm con mình. Ông vừa có thêm một đứa con, đứa trẻ kia lại có bố, và tâm hồn của ông sẽ tìm được sự thanh thản phần nào. Lời dạy của Gandhi thật ra rất là sâu sắc. Suy cho cùng, thứ mà ta có thể cho đi để chữa lành phần nào tổn thương của người khác, làm sao sánh bằng cái sự bình an và thanh thản trong tâm hồn mà chúng ta nhận lại được. Đó mới là cái quan trọng. Cuối cùng, bước thứ 4, chuyển hóa sai lầm đó thành một bài học để làm mới bản thân của mình. Đến một ngày nào đó, các bạn sẽ sớm nhận ra là những lầm lỗi, thất bại chính là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc sống. Anh nói cái này chắc các bạn không tin, nhưng mà ba anh kể ngày xưa khi mà ba anh được gửi đến để công tác ở một cái trại xì ke, hay còn gọi là một cái trung tâm cai nghiện, đúng không? Thì ông rất kinh ngạc phát hiện ra là những cái nhân viên hướng dẫn cai nghiện tận tâm và tài giỏi nhất trong cái trại xì ke đó ngày xưa lại chính là một cái con nghiện tệ lậu nhất. Kỳ diệu không? Hoặc là đơn giản như là ngay bây giờ anh là một ông thầy đi dạy kỹ năng và thái độ sống, đúng không? Các bạn có tin là ngày xưa khi còn đi học ở trong lớp, tao là đứa viết nhiều bản kiểm điểm nhất trong lớp và bị mời phụ huynh lên trường nhiều lần nhất. Do đó, hoặc là ngày hôm nay ha, thì buổi trưa nào á thì nhân viên anh cũng sẽ thấy anh lọt chọt lấy xe máy chạy về nhà và ăn trưa với ba má của anh, đúng không? Và các bạn có biết là ngày xưa anh là cái đứa làm cho má anh khóc nhiều nhất và xỉu lên xỉu xuống nhiều nhất luôn trong cả ba đứa con không? Nói chung là cũng chả có gì đáng tự hào về mấy cái thành tích bất hảo đó. Nhưng mà thiệt tình là nếu mình đủ dũng cảm để nhận đúng trách nhiệm, đủ nghiêm túc để tự vấn lương tâm của mình, và đủ quan tâm để cảm nhận nỗi đau mình đã gây ra cho người khác, thì cái ý chí phục thiện, ý chí thay đổi của các bạn
sẽ mãnh liệt kinh khủng lắm. Và suy cho cùng thì mình phải thay đổi và trưởng thành, chứ đâu thể nào mình cứ gây ra tổn thương rồi bù đắp, rồi lặp lại cái sai lầm và tổn thương đó và đền bù, cứ làm đi làm lại hoài vậy, sống vậy lỗi lắm mấy em, đúng không? Còn lại kỹ năng để chuyển hóa ra cái bài học để rồi khôn ngoan hơn sau một cái lầm lỗi, một cái thất bại là ba câu hỏi đơn giản. Thứ nhất, cái gì nên làm mà các bạn đã không làm? Cái gì không được làm mà các bạn đã lỡ làm? Và lần sau đụng chuyện các bạn sẽ hành xử khác như thế nào? Tin anh đi, làm tốt ba bước đầu tiên thì ba câu hỏi cuối cùng này sẽ giúp các bạn nghiệm ra được những bài học mà sách vở thông thường có khi không thể nào truyền tải được. Trong khóa huấn luyện chuyên sâu của bọn anh, sau khi được dẫn dắt để hiểu sâu về hành vi và nhận thức trong quá khứ, vạch ra cho mình những cái kế hoạch rèn luyện và điều chỉnh rất cá nhân, thì điều thú vị là tất cả các học viên họ đều có một cái cảm giác khiến cho họ kinh ngạc. Đó là thay vì dằn vặt và xấu hổ, họ lại cảm thấy biết ơn vì cái trải nghiệm lầm lỗi của mình. Họ nhận ra là khi ta biết cách để bình an đối diện, nhìn nhận cái biến cố đó chính là ô cửa sổ để ta có thể qua đó trò chuyện với chính mình, thấu hiểu được tâm hồn của mình và nâng đỡ chính mình. It's beautiful. Suy cho cùng thì anh tin là cuộc sống không phải là một chặng hành trình để tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là một quá trình để dấn thân, trải nghiệm và tìm lại, nuôi dưỡng được một phiên bản chân thật nhất của chính các bạn. Hiểu ý anh không? Cho nên thẳng thắn nghe là tự tha thứ cho chính mình không có nghĩa là mình dễ dãi, xòe xòa, tự xí xóa cho mình để tiếp tục vui sống. Quy trình 4 bước này nó nhắm tới việc chữa lành những tổn thương cho mình, cho những người xung quanh, chuyển hóa thái độ và nhận thức của mình để trưởng thành hơn. Đó mới gọi là tự tha thứ một cách chuyên nghiệp. Ok. Cuối cùng, bài tập về nhà của ông Quéo. Thứ nhất, nhấc cái tay lên, chọt vô, thả một like nếu các bạn thật sự thấy là cái nội dung chia sẻ này nó gần gũi, nó thực tế và nó hữu ích. Thứ hai, nhân cái lúc mà mình còn đang cảm nhận những kiến thức này một cách fresh nhất, mới mẻ và hứng thú nhất, thì thả một cái comment ở bên dưới xác nhận lại một cái lầm lỗi trong quá khứ nào đó mà cho tới thời điểm này các bạn vẫn còn tự dằn vặt mình. Nhớ, đây là bước đầu tiên để chuyển hóa và tự tha thứ cho chính mình. Anh lót dép đợi cái comment đọc bài của những fan cứng của ông Quéo. Ok. Còn lại dĩ nhiên là nếu các bạn nhìn ra được những cái lầm lỗi đó và muốn có một cái sự lắng nghe, dẫn dắt và trao đổi, hỗ trợ để nhìn ra cho mình cái chiến lược để trau dồi, trưởng thành và vượt qua nó, thì các bạn có thể tận dụng một cái chương trình hỗ trợ từ phía học viện của bọn anh. Đó là cái chương trình tư vấn cá nhân 1-1. Đó là lúc mà chúng ta thật sự có thể ngồi lại dành thời gian và lắng nghe nhau để có một cái hiểu sâu sắc hơn. Và biết đâu chúng ta có thể đồng hành được với nhau một cách hiệu quả hơn.